Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món salad trộn thịt bò với cà chua. Món ăn này nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta, vừa có thịt vừa có rau xanh và có cà chua. Là món ăn dùng để giảm cân hay là chúng ta ăn để đổi món trong gia đình cũng rất là ngon.